Ok, bên hôm qua tôi mới đi biển với nhóm Google và xã Huntington Beach, ông đã lắm nhỉ. Ngày đầu với Karen vô si hôm qua luôn, yes. Tới thêm bên này, bây giờ bên này một tuần rồi, nó trở về OC Golden West. Tuần sau là lễ Labor Day lần yep. Tới tuần sau tôi đi Newport Beach với nhóm GoCC lần yep. Ăn tối đó luôn vật chứ là sau 7:30 tôi mới làm được đây. Tôi có lớp học với Karen Plum á, counseling lần yep. Ok, tới đây trời âm u quá, so tại bây giờ nó bớt nắng rồi, không có nóng quá như kỳ trước, như mấy tháng trước rồi, lần sầu giống tháng 5 á. Tại quanh đang mùa xuân qua mùa hè, lúc tháng 5 tôi đi giữ lễ ra trường cho một người bạn Dominic, gặp mấy nhóm cô CC luôn á, hỏi trả phe luôn, cho cho. Yep. Xong nữa nha, tới rồi nha.